Ồ, mình là người khổng lồ quá mập quá mập quá béo phì. Mình nhảy như thế này mà nó không giảm cân được á, càng to càng béo mình càng phá vỡ được cái tháp này nè. Mình ăn hamburger nhiều vô nha, mình nhảy xuống mình ăn hamburger nhiều vô để mình lấy vô có đồng tiền vàng nữa, có đồng tiền vàng rồi. Sau khi lấy được nhiều tiền thì tới lượt mình sẽ ăn hamburger rồi. Wow, phá kỷ lục luôn. Tới quà luôn các bạn ơi, lấy được rất nhiều quà luôn. Ăn hamburger lúc đầu là mình rất là ốm nha, thấp còi nhỏ bé nha, nhưng mà mình ăn nhiều hamburger, mình lấy nhiều đồng xu vô, càng ngày mình càng to, mình phá vỡ được kỷ lục nha. Rồi ăn rất nhiều vô, bây giờ lấy cho mình nhiều tiền đồng xu vô nha, vừa có đồng xu vừa có hamburger luôn. Rồi xuống xong thẳng tiến thẳng lên đến những cái hộp quà lại là những cái đồng xu, phần thưởng của mình là những đồng xu nha. Cố lên cố lên cố lên, phá kỷ lục thôi. Bài đã luôn các bạn ơi, từ trên rơi xuống rơi tự do luôn nè. Ôi vì quá mập cho nên rơi đến tầng nào thì tầng đó nó vỡ tan luôn rồi. Wow, siêu xét luôn. Wow, vô địch thiên hạ luôn. Hay quá, tuyệt vời luôn. Lấp lánh lấp lánh lấp lánh lấp lánh.